Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hỏi đáp về Quốc hội với sự tham gia của ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Minh đã tham gia chương trình. Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOV Việt Nam. Vâng, thưa ông, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì được quy định như thế nào? Theo quy định tại khoản 3 điều 4 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Vậy còn đối với chính phủ thì có trách nhiệm như thế nào đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ạ? Theo quy định tại khoản 4, điều 4 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thì chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm về kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho cuộc bầu cử. Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử lần này là như thế nào? Về trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thì được quy định tại cái khoản 7, điều 4 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Theo quy định này thì trong cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì Thường trực Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân của cấp mình. Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì được quy định như thế nào? Ủy ban Nhân dân các cấp thì trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thì có trách nhiệm phải phối hợp, thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp trong việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Riêng Ủy ban Nhân dân cấp xã thì còn có thêm một số trách nhiệm khác như xác định khu vực bỏ phiếu và trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt chuẩn. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện mà không chia thành đơn vị hành chính cấp xã, thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Ủy ban Nhân dân cấp xã lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu. Đối với nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, cũng như quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho cuộc bầu cử. Vâng. Thưa ông, là đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì có trách nhiệm như thế nào trong cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ạ? Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thì nó được thể hiện ở trên một số cái nội dung cụ thể như sau. Cái thứ nhất ấy, là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức cái việc hiệp thương lựa chọn để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thứ hai là tham gia phối hợp thành lập và cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Thứ ba là phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan, tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú và các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử. Thứ tư là tham gia tuyên truyền vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử. Thứ năm là tiếp công dân và xử lý, tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử. Thứ sáu là giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.